Chào anh em và chào mọi người. Bữa nay đi công tác nữa nửa buổi cho nên đang dễ lâu 15 phút tranh thủ lên. Thì anh cứ hỏi đi, có vấn đề gì đó thì anh cứ hỏi đi. Thì mình hỏi bạn, mình có nghe một cái tin của người bạn nói bên đó hiện tại là rất nhiều bang của bên đó là người dân đã xuống đường biểu tình về cái câu chuyện là tức là chính quyền đang ép luôn là tiêm vaccine, và ai không chịu tiêm vaccine thì sẽ bị đuổi gì đó, đuổi ra khỏi nhà hay đuổi đâu mình không hiểu, đúng không? Tại vì người bạn chỉ trao đổi ngắn thôi, thì theo ai việc là bên đó nó cái sự việc nó có không? Có vấn đề vậy nè, giống như mình làm ở cơ quan nhà nước hay là mình làm tùy cái công ty đó, thì theo bộ luật là bây giờ đó là chính phủ Mỹ nó đưa ra cái luật là bắt buộc anh phải chích thuốc ngừa đó. Thì có một số người á, giống là họ cá nhân vì cái cá nhân rồi họ lợi dụng tôn giáo lên bạn đó, xong rồi cái là họ nói là họ không có chích nhưng mà họ có một cái quyền khiếu nại là họ lợi dụng là cái tôn giáo hay là cái vấn đề cá nhân. Là thường thường cách đây khoảng là hai tuần hay ba tuần mình đưa lên cái vụ mà một số người dân Mỹ mà họ lợi dụng tôn giáo đó để họ cứ gọi là tránh khỏi về cái vụ chích đó, nó gọi là religion exemption đó đó. Thì Đúng rồi. cái đó có, nhưng mà những người mà lợi dụng tôn giáo á, mà để làm cái đó họ phải cái nghĩa là họ qua quy trình nó rất là dài, chứ không phải tự nhiên là anh lợi dụng cái nghĩa là anh muốn được gì được đâu, không có đâu đó. Nhưng mà họ cũng có cái nghĩa là họ cũng có một cái cái cơ hội đó, trừ khi cái người chủ đó cảm thấy là ok cái này xứng đáng thì người chủ đó mới chấp nhận, còn không á theo cái bộ luật theo luật Mỹ đưa ra là bắt buộc ai mà không chích đó phải chích. Nếu mà không chích đó thì ở nhà đó, anh ở nhà cái nghĩa là anh mất việc. Và cách đây khoảng mình nhớ là 2 tuần, cái trường đại học ở Washington State đó là trường đại học nổi tiếng nha, thì cái người mà huấn luyện viên á của cái môn mà trái cà na đó, thì ông này đó thì ổng không có chích đó, ổng từ chối không có chích. Thì trong cái trường đại học á, những người giống đại học nhiều quản lý về sức khỏe và đại học về những người mà giống như hiệu trưởng về đại học đó, thì họ có đuổi ông ta đó, họ đuổi ông ta đó. Thì cái đó có đó, thì cái đó là đó lẽ là thông tin đó mình đưa lên, nhưng mà mình cảm thấy thì cái thông tin nó bình thường cho nên nó mình không có đưa lên đó. Cái đó nó lên tin tức về môn thể thao ở nước Mỹ mà, chứ đâu phải không. Cái đó là trường Washington State đó, là ông đó là huấn luyện viên của chơi cái môn thể thao về sinh viên đó, là cái trái cà na đó, Mỹ nó gọi là American Bóng bầu football dục. Bóng bầu dục đúng không? đó. Đúng rồi, đúng rồi đó. Cho nên thì cái đó đúng, có nghĩa là anh phải chích, còn không chích đó thì anh ở nhà đó. Chứ Coi như đừng có là như vậy. nó mình hiểu một câu chính xác, thì nếu mà ép thì cũng chưa phải là ép, nhưng mà vấn đề là bây giờ nếu không chích là không được tới công sở làm việc, đúng chưa? Đúng, đúng, Nó giống như đúng. một cái giấy, nếu cái giấy chích đó là xác nhận, để cứ giống như một cái giấy thông hành để anh tới cơ sở anh làm việc, và nếu anh không tiêm, anh không có giấy chứng nhận anh tiêm vaccine thì anh sẽ không được tới chỗ làm, đúng không? Và kể cả cái Đúng. công ty làm việc không đón nhận anh, đúng không? Đúng. Đó. Thì giống như mình đi làm cái công ty á, thì khúc mà mình chết hai mũi đó thì xong rồi công ty á nó buổi mình nó phải gửi cái giấy chứng nhận đó để cho nó biết á, là mình có chết rồi không đó. Còn những người nào mà không chết á thì nó bắt đi thử đó, nó bắt đi thử thử xong rồi á thì nó phải bắt chích nữa. Còn mà anh không không chích á là anh ở nhà anh mất việc vậy thôi à, khỏi cần đuổi đó, nó khỏi cần đuổi, đơn giản vậy đó. Nói Nhưng chung mà là có vô một số thế. người, đúng rồi, đúng rồi anh đó. Đó. Để cái thật ra mình muốn xác nhận với bạn điều đó là gì, để cho thứ nhất là cái thông tin của mình nắm là đúng, cái thứ hai nữa là để cho người dân Việt Nam có nghe được, là họ biết được rằng thực tế bây giờ ngay nước Mỹ đó, một cái nước nước gọi là cái thành phần bên kia cứ hô hào tự do dân chủ nhân quyền gì đó, đúng không? Nhưng mà vì cái an nguy của đất nước, an nguy của dịch bệnh thì người ta vẫn có những biện pháp, đúng không? Có những biện pháp để làm gì, để người dân chấp hành,
và chung quy rằng bây giờ anh sống ở đất nước nào cũng vậy, anh phải chấp hành theo cái luật pháp của nước đó vậy thôi, chứ không có ý kiến gì được hết. Ai về công nhận không? Công nhận điều đó bắt buộc rồi anh. Đó. Cho nên nó mình nói anh là những người, một số những người dân ở bên này nè, tại Ừ. họ có thể là họ nghi ngờ về cái thuốc. Cái thứ hai nữa là họ có thể là ám ảnh về thuốc Mỹ, tại vì anh biết hồi xưa giờ thuốc Mỹ nó chế ra đó, nó ảnh hưởng cơ Ừ. thể và một số công ty đó. Mình nói dùng giống như ví dụ là Johnson Johnson là cái công ty mà về mà phấn của một phấn của con nít hay là Con bé. một phấn của đồng bạc em bé rồi hay là phụ nữ đó, thì cách đây khoảng là một tuần đó là 38.000 người phụ nữ họ đang khiếu nại cái công ty Johnson Johnson. Nhưng mà cái tụi công ty À. Johnson nó rất là khôn, nó chuyển hướng à, xong rồi nó khai phá sản. Thì khi mà nó khai phá sản thì những người này không có thể nào mà tố hay là đem ra mà khiếu nại cái công ty này được. Cho nên Mỹ nó có Ừ. nhiều nhiều cớ, và những cái công ty đó thường thường nó ăn rơi với chính phủ Mỹ, cho nên chính phủ Mỹ nó lúc nào cũng che đỡ những cái công ty đó đó. Nhưng mà người dân họ có quyền khiếu nại, nhưng mà khiếu nại cái vấn đề này nó thời gian nó rất là lâu, chứ không phải là anh khiếu nại là ngày mai hay ngày mốt là anh có thể là Đồng ý. được À. đền bù này nọ đâu, không 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 đơn Đúng giản rồi, như đúng là rồi. ấy đâu đó. Cho nên thì mình nói đây là một số người dân là những cái thuốc hồi xưa giờ nó cũng ảnh hưởng một số người dân rất là nhiều. Cho nên những người mà dân ở trong nước họ lúc nào cũng tôn thờ là là Bộ Y tế Mỹ hay là thuốc của Mỹ là tốt này nọ, nhưng mà sự thật á nó tùy theo cái cơ thể con người và nó tùy theo cái sự mà phải nói Thể là cái trạng đó. bộ tộc, Ừ. tùy theo cái bộ tộc nữa. Giống như mình nói ví dụ anh là giống như cái thời mà mình á, mà khi mà cái thời 80 mà cái thế hệ anh em mình mà qua Mỹ đó, thì một số người bạn của mình khi mà đi vào Mỹ á, uống cái thuốc mà nó gọi là cái thuốc mình quên cái thuốc gì, giống như là vậy, giống như thuốc mà thuốc cảm thôi. Tự nhiên á, cái À. thuốc đó nó làm ảnh hưởng một số người bạn của mình, cái răng á, nó giống như là cà phê vậy đó, cái màu răng á, cái răng á, là nó giống như cái màu cà phê vậy á đó, nó bị ảnh hưởng vậy. Thì sau này á, bạn mình nói là tại uống cái thuốc đó nó ảnh hưởng về cái cơ thể cái đó, cho nên nó làm cái bộ răng nó giống như cái màu cà phê vậy đó. Anh để ý thường thường á, những người mà có cái bộ răng mà uống cái màu giống như cà phê á, là họ bị ảnh hưởng về cái chất thuốc Mỹ hay là cái thuốc mà nhiều cây thuốc gì đó nó ảnh hưởng cái cơ thể, cho nên nó mới ra cái màu cà phê vậy đó. À, hiểu rồi. Đó, mình muốn hỏi bạn này xác nhận vậy mà. À, bạn sao? À, bạn tiêm được mấy mũi rồi? Bạn tiêm mấy mũi rồi? Ồ, mình thì bắt buộc phải chích 2 mũi rồi anh. Đó, 2 mũi, tại À. mũi đầu với mũi thứ hai là nó bắt buộc mình phải chích mà, cho nên mình phải chích thôi. Nhưng mà trở về cái vấn đề mà người dân họ ám ảnh dạy nữa là anh, tại vì cái thuyết âm mưu của Mỹ á, nó có nhiều người Mỹ họ cũng có nhiều cái thuyết âm mưu mà họ nghi ngờ chính phủ Mỹ, tại chính phủ Mỹ đó lúc nào cũng là nó điều khiển người dân từng lớp đó, rồi những cái giai đoạn nào, cho nên một số người dân Mỹ đó họ rất là phải nói là sợ, và họ cảm thấy là giống như giờ cái thuốc này ra đó là giống như làm họ giống như khó chịu, với họ lợi dụng tôn giáo nữa. Thì đặc biệt mà những người tôn giáo đó, một số người mà tôn giáo đó thì họ không có tin về cái sự mà giống như khoa học nhiều, anh hiểu không? Cho nên chính cái vì À. điểm đó thì một số người đó họ dĩ nhiên là họ vẫn còn hơi cái sự mà đi ngược lại cái bộ luật mà Mỹ đưa đưa ra này nọ. Nhưng mà ai việc họ biểu tình và họ dựa trên cái điều gì để họ biểu tình? Thì đã nói rồi, họ dựa vào là sự thật á, là cái đó là cái quyền của họ, anh hiểu không? Thì họ lúc nào cũng là dựa vào cái quyền tự do cá nhân của họ, đó là cái điểm chính để họ dựa vào đó, đó là cái điểm chính thôi. Tại vì À, nói chung là họ biểu tình để họ đánh phá vào cái chuyện mà chính quyền yêu cầu tiêm vaccine, đúng không? đúng đúng đó, Mình hiểu rồi. cho nên thì nó có nhiều cái khía cạnh này nọ. Nhưng mà cái xã hội Mỹ á, sự thật á thì mình nói Chào nó mừng. nhiều nó nhiều những thành phần mà đa số mà những người mà phải nói mà họ nghi ngờ á, là bắt buộc á, là họ không có bao giờ mà tin tưởng chính phủ Mỹ à, cái đó là sự thật À. đó. Nhưng mà cái quyền của họ cũng đúng thôi anh, tại nhiều khi á, là chính phủ Mỹ á, nó chế mấy cái thuốc nào ra đó, có nghĩa là nó điều khiển một cái bộ máy, nó điều khiển một cái hệ thống và nó điều khiển dân này nọ, cho nên dân á, họ
cảm thấy là giống như là bị ung thư nè, một số người là bị kiểu như là sinh con không có được nè, và một số người là cũng giống như là cảm thấy là kiểu giống như là sức khỏe của mình nó không có sống thọ nữa. Giống bây giờ mình nói ví dụ anh bạn là giống như Nói nếu mà nói theo một cách chính xác ai việc, tức là người dân họ nhìn ra được cái thực chất. Thực ra là chính quyền thì cũng là bảo vệ dân đó, nhưng mà cũng một phần nào đó thiên về những cái công ty gọi đúng là những công ty và ngành y, ví dụ như phát triển ra thuốc này thuốc nọ, đúng không? đúng Chờ họ họ tức là họ bảo vệ những cái tay tài phiệt á, đúng theo 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 ai việc có chuyện đó không? bắt buộc rồi anh. Tại những cái tài phiệt mà về công ty về dược đó là Mỹ lúc nào nó cũng bảo vệ, nhưng mà nó cũng phải nói là giống như ví dụ giờ anh là công ty tài dược không, anh sản xuất ra cái thuốc đó thì bắt buộc đó, nó phải đưa người xuống, nó phải thử thử đàng hoàng này nọ, nhưng mà vì sao là hai 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 thành phần đó nó cũng đi đêm với nhau đó, nó cũng đi đêm với nhau. Cho nên có một số công ty hồi xưa đó nó chế ra thuốc ra đó, xong rồi một số thành phần mà FDA của Mỹ đó, là những người mà mình gọi là kiểm soát đó, họ cũng là kiểu giống là họ họ đi mờ đi, rồi một số thuốc đó ra bị giống như bị độc hay này nọ ở nước Mỹ, thì sau này người dân họ lên tiếng cái đó có, nhưng mà lần lần thì rốt cuộc thì khiếu nại thì một số người thắng, còn một số người thì dĩ nhiên là không. Nhưng bây giờ giờ mà nói về cái vấn đề là anh biết là hồi xưa anh đưa ra cách đây khoảng ba từng cái vụ mà nước 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 ô nhiễm Ô nhiễm, à ô á, nhiễm nước nguồn ô nhiễm nước. á, đúng rồi, ô nhiễm nguồn nước. Thì cái vùng mà ở cái vùng ở gần Chú Cầm á đó, cái vùng gọi là Bắc Bắc Đông hay gì á, chắc Bắc Đông gì đó, cái vùng đó đó nó gọi là Michigan đó, thì cái con sông đó đó nó gọi là Flint River, là con sông đó đó là hay là cái suối đó, chắc là con sông thôi, con sông và có hồ thôi, nó bự thì bự, thì con sông đó nó bị ô nhiễm, thì những cái thành phần á, mà nhà nước á nó lấy cái nước đó, nó lấy cái nước đó để nó lọc lại để nó làm nước cho người ta uống. Nhưng mà không ngờ con sông đó nó bị ô nhiễm, khi mà ô nhiễm á thì nó vô cái dàn sắt của cái ống nước đó anh đó, cho nên nó vô cái dàn cái Nó ống đóng nước trong đó đường dàn, ống. đúng rồi, nó nhóng cho nó rồi nó mai một đi, xong rồi nó trở thành chì. Khi mà nó hóa ra chì chì xong rồi chất chì, anh biết mà chì mà nó vô cơ thể đó nó bị Nhiễm độc làm gì? người ta nhiễm bị chì, đúng rồi đó. thì Nhiễm độc gì? uh, thì nhà nước á, cái vùng đó đó là mấy ông chính phủ Mỹ á, là ông muốn tiết kiệm tiền. Cái thứ hai nữa đó là anh biết cái vùng đó là đa số là cái vùng là Mỹ đen, tại giống Detroit này, Michigan nè, là mấy cái vùng đó là đa số là cái vùng nghèo với Mỹ đen này nọ, rồi á, cái dân mà sinh sống ở Đúng đó rồi, là Mỹ đa Đen. số là Mỹ đen đó, thì cho nên á thì nó cố tình, cái nghĩa là gì, nó cố tình á, là nó quýnh mất đi cái sự mà của giống như là cái bộ tộc đó, có nghĩa là nó không có muốn, giống như là nó điều khiển một con số vậy đó, cho nên nó cũng có một tức số người là Mỹ tức trắng. là tức là theo theo bạn á, tức là một công đôi chuyện luôn, đúng không? Ý bạn nói là Đúng tức là đúng sẵn một công đôi chuyện này dựa qua cái câu chuyện đó để có một cái âm mưu khác lớn hơn, đúng không? đúng đúng cái nghĩa là nó không có muốn cái sự mà dân số mà da đen đó sống mà khỏe mạnh này nọ nữa, anh hiểu không đó, cho nên nó cũng có nhiều cái lý. Vâng, Nhưng mà cũng có một không số muốn dân người Mỹ số da trắng, đen tăng lên. đúng đúng rồi, cũng có một số những người da trắng cũng sinh sống ở đó cũng bị, nhưng mà con số Mỹ trắng sống ở đó rất là ít. Thường thường cái vùng nào anh để ý, ở Mỹ cái vùng nào mà da trắng là cái gì nó cũng là tốt hết đó, đa số là tốt hết đó, còn cái vùng nào mà dân tộc thiểu số hay da đen hay Việt Nam hay là Lào, Campuchia, Phi gì đó nó thì quanh đó là cũng giống mà mình sống là cho qua ngày, mà kiểu giống như là đói bụng mà để ăn cháo cho qua ngày vậy thôi đó, cho Sống nên cho qua ngày chờ ngày qua đời đó, đúng rồi đúng rồi đúng không? Đúng không? đúng rồi Sống sống cho qua ngày chờ ngày qua đời. đúng rồi đó, cho nên thì nói về chính phủ Mỹ nó âm mưu những cái mà có nhiều người họ không có hiểu đâu, một số người mà Việt Không Nam nhìn ra ở hả? Không nhìn không nhìn ra. ra, và một số những người dân mà ở Việt Nam họ nghĩ là lúc nào cũng là Mỹ là trong sạch này nọ, không có đâu, không có chuyện đó đâu đó. Cho nên chúng bây giờ mình đã trở về cái vấn đề một quân đội nè, anh biết mà khi mà anh vô quân đội đó là nó bắt anh chích nhiều mũi lắm, chích ít nhất là
là ít nhất là 8 mũi lận à, chích thuốc này thuốc nọ thuốc đủ thứ đó. Nhưng mà anh biết cơ thể của mình mà, đâu phải là thuốc nào nó cũng áp dụng vô cái cơ thể của mình vấn đề đó đâu anh, Đúng rồi, không đâu có chịu đựng nổi, có chịu đựng nổi đâu anh đúng đó. cho nên không? cho nên anh biết một số những người Mỹ khi mà họ rời xuất ngũ đó là họ vì hay bị tâm thần nè, ám ảnh nè, và cái tâm lý của họ nó họ không có được ổn định nhiều quá, cho nên một số những người đó Không họ ổn về, định. đúng rồi, họ về họ làm giống như là họ giết vợ nè, đa số là giết vợ hay là giết giết những người dân quan nè, hay là đi bùi đời rồi uống bia uống rượu rồi trở thành đánh đập rồi trở nên bệnh này nọ. Khi mà bệnh rồi đó thì người ta nói là khi mà anh là đã có cái giấy là trong quân đội khoảng là 10 năm hay 20 năm á là anh có cái bộ y tế vậy. Nhưng mà cái bộ y tế của Mỹ á, về quân đội á, nhiều khi á nó cũng điếm lắm anh ơi. Nó cũng điếm lắm chứ nó không có phải là hoàn hảo đâu. Đó cho nên mình có quen một số người bạn là công tố viên làm trong trong những cái bộ máy về mà nhà sức khỏe của quân đội á, họ nói nhiều Quân thật là nhiều y, khi nói chung là bên phía quân y đúng không? quân y đó, có nghĩa là nhiều khi nói thiệt với anh á, nhiều khi á họ không ngờ là quân đội trong quân y của Mỹ á, nhiều khi á đối xử những người bệnh nhân và đối xử những người việc làm á, giống như là cái nghĩa là anh làm cho có rồi đó, cái nghĩa là họ đối xử họ anh là vậy đó đó. Có người cay kìa, ai Việt có người cay kìa, có người cay ai Việt nói ai Việt nói không đúng. Cái đó là chuyện chuyện cá nhân, những cái thành phần đó hơi đầu trách anh. À, không biết anh Thơ Quang hồi nãy giờ Đúng anh rồi, em mình nói hồi nãy giờ anh em mình nói khoảng bao lâu rồi? cũng không để ý đó bạn, cũng quên để ý là bao lâu rồi. À, bữa nào á có thể nào anh em mình nói về cái vấn đề mà cái gì thích gì cái gì cái gì tỉnh cái ông gì mà sư ông sư gì ông á. ông thầy tôn hả? Ông thầy À, tôn gì? đó thì Ông bữa thầy nào tôn anh em bon mình bon ra á đúng không? Thầy tôn đúng lù rồi đúng không? đúng rồi thì bữa nào thì anh em mình khoảng nửa tiếng cái mình phân tích từng giai đoạn đoạn sau thì anh em mình chia sẻ cái vấn đề đó. Ok Bữa nào thôi, bạn rảnh bạn cứ cho mình biết hả, ok được không? ok ok thôi tới giờ mình phải trở lại làm thì có gì anh em mình nói chuyện sau nha. Rồi, ok, cảm ơn Ok Ai Việt nha. không sao anh bạn, cảm ơn bạn, cảm Rồi, xin ơn chào mọi bạn. người nha, chào Rồi, anh em, rồi. chào anh em.